Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một xe Tour được trang bị cấu hình full group Shimano DOG. Có chiếc xe có size nhỏ và cái cách phối màu của nó thì màu hồng hơi hướng về các bác nữ hơn là các bác nam. Thì bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe là khung nhôm size 16 inch, lớp sơn rất là đẹp. Hầu như là xe rất mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cũng như là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Cấu hình này thì cũng rất là ổn ở trong tầm giá. DOG thì cũng rất là cao cấp. Tay bấm DOG phanh dầu Shimano, càng carbon, càng carbon Java. Trọng lượng của chiếc xe này thì cũng không nặng lắm, cũng rất là nhẹ. Mayer bi vòng MTB. Đùi đĩa trục rỗng và bộ chuyển động DOG, full group chuyển động DOG. Nếu dám sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m55 đổ đến khoảng 1m69-70 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trên màn hình bác đang tiến vào các chuyển động của chiếc xe, thì các bác thấy trên hình là chiếc xe chuyển động rất là mượt mà, trên khu êm ái. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những thông báo những chiếc xe mới nhất mà đem đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.